Hello, xin kính chào các bạn yêu quý của Lộc. Đây là một cái video tuyệt vời mà mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách để làm SEO marketing. Thì đây là một cách mà chúng ta sẽ sử dụng một cái ứng dụng học tiếng Anh, một ứng dụng học tiếng Anh, một tiếng Anh phụ đề song ngữ để chúng ta lấy được cái văn bản, biến nội dung của video, nội dung âm thanh, lời nói của video thành văn bản. Thế là chúng ta sẽ lấy được cái nội dung của video, của bài nói video là văn bản. Ví dụ như ở đây tôi có một cái gợi ý xem của anh Phạm Thành Long nhé. Tôi sẽ tắt cái quảng cáo đi nha. Tôi sẽ tắt quảng cáo đi. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là đây là cái bài giảng, bài dạy của anh Phạm Thành Long. Đây, đây, anh Phạm Thành Long. Đây là một cái bài nói. Còn nếu như các bạn dùng âm nhạc thì không làm được nhé. Âm nhạc nó sẽ bị nhiễu. Tức là cái phần mềm này, ứng dụng này nó chưa đủ thông minh để lấy cái lời bài hát hay là lấy cái giọng hát, nó có âm nhạc thì nó bị lẫn, bị trộn lẫn thì cũng rất là khó. Thì bây giờ Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn là lấy cái nội dung, tức là lấy tất cả những cái lời nói của anh Long này thành văn bản. Đấy, trong phần anh Long này tức là trong cái video này có bao nhiêu chữ anh ấy nói ra sẽ trở thành văn bản hết. Thì các bạn ví dụ như là Lộc làm kênh YouTube của Lộc chẳng hạn, ví dụ như Lộc làm kênh YouTube của Lộc, ví dụ như là Lộc làm kênh YouTube của Lộc bảo dưỡng mình nóng lạnh này, thì bây giờ cái kênh này nó cũng có khá là nhiều tiếng ồn, nhưng mà cái kênh này bây giờ là mình muốn làm SEO thì là mình sẽ là lấy cái nội dung chữ, tức là mình sẽ lấy cái nội dung của cái video này, những cái lời nói trong video này để tạo lên các bạn nhé, để tạo lên một bài viết, lấy những lời nói mà mình nói trong video này để tạo lên bài viết để làm SEO cho cái video ấy luôn. Để là mình để Lộc làm SEO marketing cho cái video hướng dẫn mình nó lại này luôn. Mà các bạn không phải viết, các bạn phải phải nghe, xem lại nội dung, xong bạn tưởng tượng nội dung, các bạn viết lại nội dung thì nó rất là lâu đúng không? Nhưng bây giờ Lộc sẽ có phần mềm là lấy tất cả những cái nội dung, lời nói, chữ viết, lời nói, câu ăn câu nói trong cái video này trở thành một cái bài viết. Trở thành một cái bài viết thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm những hành động như sau. Các bạn vào cho mình google.com nhá. Các bạn vào cho mình google.com. Đó. Vào google.com đây, bạn search Google đây, vào google.com nhé. Đây các bạn vào google.com này, đọc nói một số bạn nhiều khi dùng máy tính nó chưa được quen. Rồi vào google.com nhá, các bạn search cho mình dòng chữ enjoy, enjoy nhá bạn, chữ i, chữ e, z, chữ o, chữ i, enjoy, được chưa? Enjoy extension đấy nhá, extension này, bạn nhìn chữ extension chưa? Đấy, Enjoy extension nhá. Các bạn chú ý này, extension, có số các bạn không không quen tiếng Anh các bạn hình không? Enjoy extension. Thì chúng ta sẽ kích vào cái dòng đầu tiên luôn. Đây phần này. Chrome.google.com là Enjoy extension learn with này. Đấy, các bạn kích vào luôn. Kích vào luôn nhá. Ta kích vào luôn. Ok. Đấy, nó sẽ ra cái phần là tiện ích. Đây chỉ là một cái tiện ích thôi, một cái app tiện ích chứ nó không phải là phần mềm gì phải cài cả. Và cái này nó cho các bạn sử dụng miễn phí luôn. Và chọn đời các bạn không phải đóng một đồng tiền nào luôn. Đây là một cái rất là hay, rất là tuyệt vời. Đấy, và cái này nó tương đối là nhẹ thôi, nó chỉ có 17 MB thôi. Thấy chưa? Và nó hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ nhá, không chỉ tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Việt đâu mà tất cả ngôn ngữ luôn. Đây là một phần mềm phi thường, một phần mềm để cho các bạn có thể học tiếng Anh, học tiếng Hàn, học tiếng Nhật, học tiếng nào cũng được. Nó là song ngữ các bạn này. Xem video với phụ đề song ngữ, đây là cái phần mềm xem video với phụ đề song ngữ. Tra và dịch phụ đề, xem video với phụ đề song ngữ. Bây giờ tất cả các bạn là xem một cái video mà thường nó không có phụ đề đúng không, thì cái người sản xuất video họ mà không làm phụ đề thì các bạn xem cảm thấy rất là khó chịu luôn. Nhưng bây giờ nó có một cái phần mềm này, phần mềm Enjoy English Learn with Movie, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ thế giới này, nó đều hỗ trợ hết. Và nó là một cái thuật toán thông minh, một cái thuật toán rất là thông minh đấy. Nó sẽ có cho các bạn học. Bây giờ các bạn cài vào nha. Đây các bạn kích vào thêm vào Chrome nhá, thêm vào Chrome này, thêm vào Chrome. Rồi các bạn kích add extension nhá. Add extension này. Ok. Đây các bạn đợi nó chạy chỉ vài giây thôi. Đây là cực kỳ thông minh và nó có thể nhá giúp các bạn học bất cứ ngôn ngữ nào, các bạn có thể xem phụ đề song ngữ. Xem phim với tất cả mọi thứ với phụ đề song ngữ và nó sẽ dịch luôn. Nó dịch luôn nhá, nó khá là thông minh, nó rất là thông minh luôn. Bây giờ các bạn xem đây là nó báo này. Enjoy nick này. Đấy, ok. Bây giờ sign up for free nhá. Sign up for free này, chúng ta sẽ kích vào. Ok. Đấy.
Rồi chúng ta sẽ chọn vào cái này, sign up nhá. Bên dưới có chữ sign up này, or sign in with Google, Facebook này. Đấy, chúng ta kích vào Google nhá. Các bạn kích vào Google hoặc kích Facebook tùy các bạn. Đấy, kích Google. Mình kích vào điện máy Xuân Lộc. Nó tốt này, Xuân Lộc này. Tức là mình đăng nhập bằng cái tài khoản Google luôn, không phải mở link mà nó cho chúng ta là đăng nhập bằng tài khoản Google, nó sẽ nhận tất cả những thông tin của Google chúng ta, và cái link Google chúng ta, nó tiết kiệm thời gian đăng nhập, tiết kiệm thời gian đăng ký, nó mất thời gian đăng ký. Mạng của mình hơi yếu nha các bạn, chờ nha. Ok, nó ghi là successfully nhá. Ok, bây giờ các bạn sẽ thử trải nghiệm cái sự successfully là như nào. Đây các bạn nhìn này, nó vào đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào một cái video. Bây giờ ta sẽ vào lại cái anh Phạm Thành Long này. Ok, ta cứ ấn này. Bây giờ cái video của anh Phạm Thành Long này nó lại quảng cáo rồi các bạn. Đây, cái got it. À, các bạn nhìn thấy cái giọt nước này này, cái giọt nước này nhá, cái giọt nước ở bên tay phải này. Bạn kích vào nó. Trả được rồi, các bạn kích vào cái giọt nước này nhá, mở nó lên. Thì các bạn nhìn thấy cái dòng chữ này, các bạn kiểm tra cho mình nhé, là cái show up subtitle và cái show low subtitle này. Cái phần dấu mũi tên, cái phần dấu tam giác chỉ xuống này, nó phần select sub này, title này, nó không có một cái gì thì có nghĩa là cái video này nó không thể loát được sub. Cái video như thế này nó không thể loát được sub các bạn nhé. Video của anh Phạm Long này nó không thể loát được sub. Đấy. Tức là cái video này nó có chứa nhiều tạp âm, hay là nó chứa nhiều cái đoạn âm thanh không đồng đều, hay là cắt ghép không đồng đều, hay là giọng nói của quá nhiều người khác nhau, nó chưa thể nhận diện được. Thì đây là các bạn nhớ này, nó không, cái select subtitle này nó không nhận diện được một cái nào cả. Bây giờ mình sẽ thử một cái video khác nhé, mà thử một cái video khác. Đây là một cái video chắc là chỉ có anh này nói thôi, chỉ có giọng nói của anh này thôi. Bây giờ ta sẽ kích vào cái này. Đấy các bạn nhìn này, nó đề ngay là tiếng Việt được tạo tự động này. Các bạn nhìn thấy cái tiếng Việt tạo tự động, đây chính là cái phép màu của nó. Đấy, các bạn có thể dịch cái tiếng Việt này sang tiếng Anh. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, và tiếng Việt được tạo tự động. Ok. Các bạn kích này show. Đấy, nhá. Show quick translation. Tức là nó sẽ hiện luôn cả hai cái phụ đề rồi. Thì cái này có thể giúp các bạn này chuyển tiếng Anh tiếng Việt, chuyển tiếng Việt tiếng Anh. Các bạn tự làm phụ đề cho video mình một cách đơn giản. Đây, phụ đề có thể di chuyển. Đấy, các bạn xem rất là hay. Đấy. Thì cái này cũng có thể là các bạn sẽ có thể chỉnh vào setting này, các bạn chỉnh cho cái này, chỉnh cho cái chữ này nó to lên. Đây các bạn kích vào chữ phần lower subtitle như này, nó sẽ chỉnh cho nó to lên. Đấy. Đấy, chữ nhỏ, chữ to, chữ nhỏ, chữ to. Vấn đề là các bạn muốn học tiếng thôi, muốn học tiếng và muốn học song ngữ thôi, đúng không? Thế nhưng mà mình ở đây mình đang muốn các bạn, giúp đỡ các bạn một cái việc, đó là in ra, lấy ra những cái dòng chữ này, lấy ra những cái dòng chữ này để các bạn không phải gọi là tự phải viết ra. Ví dụ như cái video bảo dưỡng miếng lạnh của mình, đây, đây các bạn thấy đây. Bây giờ là mình muốn lấy những cái nội dung ở trong cái video này ra thì kích vào đây xem, lấy được nhá. Video này của mình hoàn toàn lấy được, quá tuyệt vời. Mình sẽ lấy cái nội dung của video mình ra để mình làm SEO cho video của mình. Mình sẽ ném, mình đã ném nó thẳng vào blog và mình không cần phải viết bài. Bây giờ các bạn kích xong, các bạn sẽ kích vào cái từ view subtitle này, view subtitle các bạn kích vào nha. Sau đó các bạn đợi nó hiện ra có cái subtitle gì nó hiện ra hết. Ở đây nó báo là có thể dịch tiếng Việt nhưng mà nó chả hiện ra là cái gì cả. Thế có nghĩa là bạn sẽ không lấy được bất cứ một cái thông tin nào. Bây giờ tôi F5 thử lại. Kích vào. Đây, xin chào các bạn này, bây giờ nó mới hiện lên. Bây giờ nó mới hiện lên này, F5 phát nó mới hiện lên này. Đấy. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Đấy các bạn này. Đấy. Bây giờ nó mới hiện lên. Các bạn kích lại vào subtitle nhá. Các bạn nhớ này, các bạn có thể đánh dấu tích này, mở lên tắt đi này. Đấy. View subtitle. Có thể là cái mạng nó yếu hay là một vấn đề gì đó nó loát không hết, nó loát chưa kịp. Cái này nó chính là nhận diện ngôn ngữ thông minh rồi nhưng mà nó đang bị đơ. View subtitle nào. Rồi, không hiện ra một cái gì luôn. Mình đang chờ đợi nó hiện ra các bạn nhé. Xong các bạn kích vào cái máy in này là in được ra. Đây, ok. Không cần nó hiện ra, các bạn kích máy in nó vẫn hiện ra này. Đấy. Các bạn hiểu chưa? Các bạn kích máy in nó đã hiện ra rồi. Đấy. Thì bây giờ các bạn kích vào cái máy in nó hiện ra nhá. Các bạn kích máy in nó hiện ra, các bạn kích cho mình này. Đấy, và các bạn kích copy. Bây giờ ta sẽ mở cái blog của ta lên. Nó sẽ mở ra cái blog, cái website, à, cái file Word của các bạn đấy. Các bạn muốn mở ở đâu thì các bạn mở nhá. Các bạn copy và paste vào. Bây giờ mình sẽ cộng vào bài đăng mới. Đấy, mình sẽ paste vào đây. Ok, rất là nhiều chữ. Các bạn có thể kích vào Word các bạn. Kích file Word hay kích bất cứ vào đâu. Thế tùy các bạn. Đấy, rất là nhiều chữ như thế này.
Đó, các bạn hiểu chưa? Thì các bạn không phải viết mà các bạn chỉ cần đọc và các bạn chỉnh sửa thôi, edit thôi. Và các bạn đã có một cái bài viết rồi, cho các bạn nào. À, thì cái việc chỉnh sửa bài viết đó mình có phải nói các bạn đâu nhỉ? Đây là cái điều rất là dễ rồi, các bạn có thể tự làm được đúng không nhỉ? Đấy. Đây, đây chính là phần main subtitle. Ok, các bạn thấy quá tuyệt vời đúng không? Quá tuyệt vời. À, điều tuyệt vời là chúng ta có thể lấy song ngữ nhá. Điều tuyệt vời là chúng ta không chỉ là lấy được tiếng Việt mà chúng ta lấy hoàn toàn, chúng ta có thể lấy song ngữ. Bây giờ các bạn kích vào cả tiếng Anh này. Đấy, bây giờ các bạn kích vào cái phần này, các bạn kích vào view subtitle. Đây nó không hiện ra nhé, nó hơi bị lag. Kích vào đây thử xem nó có ra song ngữ không. Các bạn kích vào thử, kích vào cái máy in thử xem nó có ra song ngữ không. Nó không ra được rồi, bởi vì nó xin chào các bạn nên nó không hiện lên cái chữ màu cam cam lấy ở đây nữa rồi. Các bạn phải làm cho nó hiện lên cái chữ màu cam. Kích vào bảo lớn lại. Ok, đây nha. Nó vẫn chưa hiện lên. Nó vẫn chưa hiện lên là thế nào. Mình tắt đi bật lại nha, tắt đi này. Mình bật lại. Ok. Bởi vì nó có thể là nhiều cái tiếng ồn quá nên là cái view này, cái view sắp nên là cái subtitle này nó hơi bị ấy. Nên các bạn là làm cái video, các bạn làm cái video sạch nhé, một video trong sạch, một video sạch tiếng rồi thì nó dễ cho các bạn. Cái này nó hơi đấy, nó lại mất luôn, nó hiện lên cái này mất luôn. Mình sẽ tắt cái tiếng Anh đi thế nào, tắt cái tiếng Anh đi. Đấy, tắt tiếng Anh đi thì nó lại lên được tiếng Việt, tức là nó không thể dịch được, tức là trong cái câu nói tiếng Việt này nó không thể dịch tiếng Anh, bởi vì có thể là mình nói ngọng nó không phát hiện ra các chữ, nên là khi các chữ nó các sắp xếp vào câu nó không đúng ngữ pháp, không đúng chủ ngữ, cái ngữ nghĩa nó không phù hợp và nó không thể dịch tiếng Anh được. Bây giờ ta sẽ tìm một cái video nào đó mà nó hay ho nhá, hay ho hơn cái video của mình. Video nào mà nó giảng dạy hay là video nào của một người nào nó âm thanh họ sạch sẽ hơn, âm thanh họ nó phải sạch sẽ hơn nhá. Bây giờ mình sẽ lấy một cái video của Tây đi, của nước ngoài đi các bạn nhá, một cái video tiếng Anh của nước ngoài đi. Thường là các video nước ngoài đấy họ làm sẽ nó, cái tiếng Anh nó sẽ bắt tốt hơn là tiếng Việt. Ở tiếng Việt ta văn nói ta ngữ nghĩa ngữ pháp ta nước ngoài họ không hiểu được, chưa lập trình được hết. Ok, mình sẽ lấy một cái này đây. Úi dồi ôi, vừa vào phát nó lên luôn đấy, các bạn thấy chưa. Tây luôn sang một cái video tiếng Anh, một cái video nước ngoài, các bạn thấy cái sự trân trọng nó khác đấy. Ok, các bạn thấy chưa, tuyệt vời chưa. Đây là một cái đài phát thanh, cái chương trình phát thanh của người ta đấy, nó hiện ta chữ tiếng Việt tiếng Anh luôn. Các bạn sẽ kích vào cái này, các bạn kích vào view subtitle, dọc nước view subtitle đấy, các bạn nhìn này, nó có tiếng Anh và tiếng Việt dịch luôn đấy. Như này thì các bạn rất dễ học tiếng Anh, nhưng mà mình không cần cái này, mình đang cần làm SEO đúng không ạ. Mình kích vào cái máy in đấy, các bạn thấy này, nó hiện song ngữ này. Các bạn nhìn này, đây là điều vô cùng tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Các bạn có thể làm SEO bằng cái này, các bạn copy vứt nó lên, các bạn vứt nó lên cái website của các bạn ấy, chưa? Đây là điều vô cùng tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời nhé, vô cùng tuyệt vời. Ok, ok. Rồi, đấy là mình hướng dẫn các bạn dùng cái phần mềm này, đấy, ứng dụng rất là tuyệt vời cho các bạn. Đấy. Cái này phát thanh họ, học tiếng Anh luôn, có học tiếng Anh luôn, quá là gì? Đây là cái app mà mình thấy nó quá là thông minh, quá là tuyệt vời. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong tất cả video theo. Và chúc các bạn thành công, làm SEO marketing thành công nha. Goodbye, goodbye. Hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó lại còn cha ta. Ôi dồi, quá hay. Ôi dồi, ôi, quá hay. Nó lại dịch càng, dịch từng chữ một. Đấy. Ôi dồi, quá hay. Ôi, lại còn add này, còn ghi nhớ này. Ôi, cha ta. Cha ta là từ chat thôi đúng không ạ? Chat thêm chữ ta. Ôi giời. Học luôn này. Ồ, chat à. Đấy, sủa quá hay. Hay quá.